Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video của buổi tối ngày hôm nay, kênh Học của Tôi Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về vận đấu trong khuôn khổ của vòng thi đấu thứ tư của giải cờ tướng các cấp hiện tại năm 2022 để trong buổi tối ngày 23 tháng 7 năm 2022. Xin kính mời các bạn cùng đón xem cuộc đại chiến Mây Đỏ Lý Tiên là danh thủ Hoàng Hải Lâm và người cầm đen là cậu bé thiên tài của làng cờ tướng Trung Quốc Mạnh Phần Duệ. Chứ 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 chứ将军。吃。吃。
吃 吃。吃。吃。 将军。 Và tiếp theo sau phần cờ cho Vích Sĩ Qua đến từ bên đen của Tiểu tướng Mạnh Vân Duệ thì trong tập chiến của trận hình, hai cao thủ đồng ý hòa cờ trong ván cờ nhanh trên. Sau đây xin kính mời các bạn cùng xem tiếp ván cờ chớp. Đây là ván cờ bên đỏ đi tiên là cậu bé Mạnh Vân Duệ và Hoàng Hải Lâm sẽ cầm bên đen.吃 吃 吃 吃 吃吃 吃 吃 吃
将军。吃。吃。将军。吃。Và tiếp theo sau phần cờ cho thu pháo về đến từ bên tiên của Mạnh Phấn Duệ thì cho thực chiến của trần cờ hai bên đồng ý hoàng cờ trong ván đấu trên. Một ván cờ hoàng rất hay và bản lĩnh của cậu bé Mạnh Phấn Duệ mặc dù bị kém xe trong ván đấu trên. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem ván cờ chấp sinh tử quyết định. Bên đỏ đi tiên là cậu bé Mạnh Phấn Duệ sẽ phải chấp hoa bên đen của thanh thủ Hoàng Ngải Lâm nếu hoa là bên đỏ thua.吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。
将军。将军。将军。Và tiếp theo sau phần cờ cho thoái xi về đến từ bên tiên của Mạnh Thuần Duệ, thì trong thực chiến của trận cờ, bên đen đã tính phải xuất cờ và buồn cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đỉnh cờ tấn công rất hay, đỉnh ca đến từ bên đỏ của Mạnh Thuần Duệ, đánh tiếp bắt buộc bên đen phải lệch tướng qua để tránh đòn xuất công. Khi đó thì bên đỏ có thể cho phế xe ngay để tấn công một hình cờ tấn công đỉnh cao. Không thể chạy tướng vào sẽ đâm là thua ngay. Còn trong hình cờ mà cho vích xích qua, bắt xe, khi đó lập tức là phần cờ cho điều vào qua, cho chạy tướng vào, lập tức là xe đâm, thua ngay. Trong bối cảnh trên cho thoái xi về, thì bên tiên vẫn còn đón từ hướng cờ cho thoái mã về để tạo ra sát cục. Như vậy kênh Học Của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên, một trận cờ rất hay, đỉnh cao của cậu bé thiên tài Mạnh Thuần Duệ trước Hoàng Hải Lâm, đánh trong giải cờ tướng Rắc Bên Tái năm 2022 trong khuôn khổ của vòng thiếu thứ tư. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.